Hello, chào bạn. Mình hôm nay mình muốn làm món là thử thách ăn thịt mỡ các bạn. Cũng mới mỡ này, cũng có hơi ba rọi các bạn. Nhưng mà mình lẻo bớt cái thịt bỏ đi rồi mình mới gọi là thịt mỡ các bạn. Mỡ nhiều hơn. Thì hôm nay mình có mua được cái mấy trái đu đồng, mấy trái dừa với mấy trái cà. Để lát nữa mình ăn kèm các bạn. Mình sắc ra mình kèm cho nó đỡ ngắn. Cái này mua mớ tỏi, mớ chanh, mớ ớt đi dành ăn. Đó. Rồi thì giờ bắt đầu để mình luộc cái này rồi mình đem lên mình ăn mấy con mỡ này review cho bạn xem nha. Chỗ này chắc cũng gần cả ký rồi các bạn. Nhưng mà mình thử thách mà mình không biết ăn hết là không. Đó. Hôm nay mình thử làm cái thử thách bữa về cái cục mỡ này. Mỡ heo này. Này mỡ heo các bạn. Mời các bạn đón xem nha. Rồi, đây này nha. Nãy giờ mình cũng đã luộc xong cái mấy cục mỡ rồi nè. Mình chỉ mới vớt ra luôn. Ui, quá nóng. Đây, có nguyên cái tảng mỡ luôn. Cục này nó cũng vậy luôn. Đó. Nguyên đường mỡ luôn. Đó, rồi. Cái này mình có kèm thêm mớ khổ qua nữa bạn. Khổ qua là mình phải kèm vô ăn chơi. Cái này mới trái đầu rồng. Rồi cái hai trái dưa leo với cái cà, nhưng mà hồi nãy nó dài lắm các bạn, nhưng mà mình để dòm nghe thấy nó gì kỳ lắm. Gì kỳ lắm, mình cắt ra nó làm hai để cho nó dễ coi. Đó. Rồi, cái đây là cái dĩa muối tiêu của mình đây. À, quá ngon luôn, nặng vô này. Mình muối tiêu, mình đâm muối tiêu rồi mình cắt vô vậy trái hay trái ớt mình cắt lát ra. Lát mình ăn cho nó ngon các bạn, cho nó có cay cay rồi, hai cái nó cộng là nó cay cực kỳ luôn. Đây đắt lên cái mỡ này thì hôm nay mình sẽ ăn bóc luôn các bạn, nhưng là tay chân mình bữa nay không có bóc bụng. Mình gỡ từ đó giờ sạch sẽ luôn, ngu luôn. Đó, rồi thôi thì rồi. Mình quên giới thiệu của mình các bạn nữa. Ngoài đó thì cái vùng rau mà mẹ mình nó trồng rau các bạn. Còn ở đây là cái vườn rau mini của bạn này. Hành, rau răm, cải. Đó, cải, cải đó. Hôm nay đem ra cái này quay cho các bạn xem cho nó đẹp. Rồi, giờ không nói nhiều nữa, để mình ăn review cho bạn xem nha. Mời các bạn ăn cùng mình luôn nha. Đó. Cái này mình hầu như nhỏ nhỏ đít rồi mình có ăn, nhưng mà hôm nay mình thử thách ăn thử coi nó được bao nhiêu các bạn. Dạ, cục này to to quá. Quém cục này trước đi. Cục này có thịt nào bạn. Mở một khúc ở trong đây, ngoài có một cục mớ thịt. Rồi, trước đi. Trước cái cục mở trước đi. Ý, cắm vô. Này. Đó. Trông quá ngon luôn. Thấy cái dĩa muối tiêu này thôi là cũng quá ngon các bạn, đủ chảy nước miếng. Đây, mời bạn luôn. Cái đầu tiên quá ngon, quá đã. Cũng đã làm nữa. Chấm quýt nhiều vô. Nói chung lúc đầu chưa ngán thì mình ăn nhiều nhiều vô mà. Cái này một lát ngắn là không thể nào ăn được. Chưa gì là mình tém hết một cục rồi đó. Cục chà bá luôn. Bây giờ mình đậu cái nón các bạn. Cái màu đen này. Nó cứ cà nhá cà nhá. Nhá sậm nhá tán, nó sậm nó sáng.
đó, kẹp cái lòng đi đó. Rồng mày chấm nước tiêu thì quá ngon. Mình tranh thủ lúc chưa ngắn quất nhiều nhiều vô. Thử cái qua luôn. Trời ơi, quá đắng. Ui, trời ơi. Con gà nó cũng muốn thử ăn từng mỡ luôn à. Cái này mình ăn lần đầu tiên, lần thứ hai thì đắng, nhưng mà ăn vài cái nó hết đắng rồi. Đây, cái này là nguyên cái tảng luôn. Còn cái này tảng nữa nè. Mà không biết ăn nấu không. Mày thử thách ăn được bao nhiêu. Đây, từ rồi từ. Quá sướng luôn. Đây, mở bao luôn. Mở bao. Khoảng heo mình đây. Quá ế luôn. Cắn cái một lỗ luôn. Một lỗ chà bá luôn. Bạn tiếp tục cái thứ hai. Đấy là quên tới dưa leo rồi chứ. Nó cầm nước chảy được. Tiêu với cộng lại nha, cay ạ. Thử cái cà luôn. Ngon lắm. Cà nó ăn sống, nếu ăn quen thì nó sẽ rất ngọt, rất ngon mà. Còn nếu ăn không quen thì lần đầu tiên ăn thì nó sẽ không hầu. Thank you.
rồi nào thêm cái nữa nha. Hình như là nghe nó có cái vị là ớn trong vùng cổ rồi nha bạn. Thử làm cái nữa có ra chồng chịu hơi nấu á. Nấu rồi. Đấy rồi, làm cục chà bá. Tới cục này làm hơn nửa cục hay làm hết nấu. Rồi nếu mình ăn á. Ăn nấu thì cảm giác ăn nuốt được á. Mình nuốt còn nếu mà nuốt không được mình cháo nha các bạn. Nó ớn cực kỳ luôn. Ớn tới bên giọng luôn. Mà đậu làm chấm với muối tiêu ngon. Đấy, cái ớn nhưng mà mình ăn cái này vô thì sẽ đỡ nha, mà đỡ ngán một cậu. Chỗ này mình mua tiếng mấy rồi, tiếng mấy nhưng mà mình ăn cái cục này thì nó to lắm, cái cục nãy bạn thấy vậy chứ nó cũng to lắm, cũng cỡ gần nửa ký rồi. Rồi thì video mình hôm nay tóm tắt lại tại đây ta, muối tôm, muối tiêu, có ngon luôn. Tóm tắt lại như đây cho bạn xem luôn, rồi các bạn xem nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ. 2 tuần vlog có nhiều làm nhiều những clip cho bạn xem nha. Thì cũng nhân dịp mà Tết đến, năm mới Tết đến thì mình cũng chúc các bạn dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt đó, trong của cuộc sống sang năm cũng sang năm mới. Rồi thì video của 2 tuần vlog đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Rồi thì xin chào các bạn, hẹn lại các bạn những clip tiếp theo. Rồi các bạn, bye bye.